Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trưa ống kính phát trên sóng truyền hình BRT. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện. Hôm nay, thứ năm, bản tin chuyển tải những vấn đề về an ninh trật tự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi qua ống kính an ninh và tôi là Khắc Trí sẽ kết nối thông tin cùng quý vị. Thưa quý vị, trong lúc đang vận chuyển 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu đến Bà Rịa Vũng Tàu bán, đối tượng Nguyễn Trung Kiên, trú tại khu phố 3, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bị lực lượng chức năng tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện và bắt giữ. Tổ công tác do đồn biên phòng Bình Châu, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với công an huyện Xuyên Mộc đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bờ biển thuộc ấp Bình An, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, đã phát hiện đối tượng sử dụng xe mô tô địa hình loại 4 bánh đang vận chuyển 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Z. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá, không xuất trình được giấy tờ của phương tiện. Đối tượng này còn không thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Trung Kiên, mua thuốc lá điếu nhập lậu về bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để kiếm lời. Vụ việc đang được điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Từ việc kiểm tra một tàu chở hàng ngàn tấn than lậu, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây buôn bán vận chuyển than không rõ nguồn gốc từ Quảng Ninh đi các tỉnh thành cả nước tiêu thụ. Qua phối hợp giữa công an hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ đã nắm được thông tin đối tượng Nguyễn Văn Quảng trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc thường thu gom than không nguồn gốc tại các bến gần khu vực Hang Son, Uông Bí, Quảng Ninh để đưa đi các tỉnh tiêu thụ bằng đường thủy ăn chênh lệch. Trước đó, vào sáng ngày 29 tháng 8, lực lượng chức năng đã kiểm tra bắt giữ một tàu biển số VB2189 đang vận chuyển khoảng 1.300 tấn than lậu trên sông Lô, đoạn giáp ranh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Số than này được vận chuyển từ Uông Bí, Quảng Ninh về bến Trung Kiên, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Việc thuê khoán chỉ toàn bằng hợp đồng miệng, không có bất kỳ giấy tờ gì. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ghi nhận sau đây được thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, mới đây Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam và khám xét nơi ở một đối tượng về tội tàng trữ tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam và khám xét nơi ở là Bùi Văn Thuận, thường trú tại tổ dân phố Hữu Nhân, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 6 máy tính, 3 iPad, 3 điện thoại di động và nhiều tài liệu hiện vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, Bùi Văn Thuận là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch COVID-19, thì vẫn còn những cá nhân có tâm lý lơ là chủ quan, đồng thời còn vi phạm quy định của cơ quan chức năng, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Hơn lúc nào hết, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân cần phải đặt lên hàng đầu để trở thành lá chắn thép trong phòng chống dịch. Trải qua mỗi đợt dịch, câu chuyện ý thức trách nhiệm công dân càng được nhắc đến nhiều, nhưng vẫn còn không ít những trường hợp vi phạm, những hành vi thiếu ý thức. Ghi nhận sau đây tại các địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bình Phước sẽ phản ánh rõ nét hơn về vấn đề này. Dù việc người đàn ông tự xưng cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 được lan truyền trên mạng xã hội từ chiều ngày 29 tháng 8. Video clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông vào siêu thị ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục chỉ tay lớn tiếng quát tháo nhân viên và bảo vệ siêu thị khi không được vào mua hàng. Người này còn đưa thẻ màu trắng và tự xưng là người của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, thậm chí còn đòi cho công an xuống làm việc. Sau đó người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại. Công an quận 7 vào cuộc điều tra xác định đối tượng tên Hồ Hữu Nhân, ngụ tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ông Nhân không phải công chức viên chức và cán bộ thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7. Thẻ ghi Ban chỉ đạo phòng chống dịch là của người bạn đưa cho ông Nhân để đi lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bắc ở thôn Lạng, xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn.
để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khi đối tượng này cố tình vượt qua chốt kiểm soát dịch COVID-19. Trước đó, Nguyễn Văn Bắc di chuyển từ thị xã Nghi Sơn sang địa bàn huyện Nông Cống. Khi qua chốt kiểm soát thuộc địa phận thôn Lạc Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, thì bị các lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ và thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tuy nhiên, Bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, bỏ chạy và tấn công một công an viên bán chuyên trách của xã Vạn Thiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 10 trường hợp đến từ các phường xã khác nhau trên địa bàn thành phố Đồng Xoài về hành vi tụ tập ăn nhậu trong quán nhậu, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, qua tuần tra phòng chống COVID-19, lực lượng chức năng phường Tân Phú phát hiện nhóm 10 đối tượng đang tụ tập ăn nhậu trong quán nhậu Ốc 39K trên đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 9 trường hợp về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, một trường hợp do không đủ tuổi nên bị xử phạt cảnh cáo. Không ai có thể riêng mình sống yên ổn nếu như cộng đồng còn chưa an toàn. Chỉ khi mỗi người dân có ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, có tinh thần trách nhiệm chung sức đồng lòng cùng địa phương chống dịch mới tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thưa quý vị, đến đây bản tin trước ống kính xin tạm khép lại. Quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn, kênh YouTube BRT News. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.